Chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay cho các bạn là nghe cái tiếng của cái lon SC, giá là 1,5 triệu nha, gắn trên chiếc Z9. Thì chiếc Z9 này chừa lại cái tổ ong đó, hàng khúc clip on ra, cái đầu là 60 luôn, gắn vừa cho cái lon này luôn. Bây giờ mình sẽ test cái âm thanh cho các bạn coi. Ở tiếng rất là đều nha, không có bị rè rè. Có rất là nhiều bạn á, mua lon SC này mà trúng cái lon phay đó, cho nên là khi mà mình chạy á, là cái tiếng nó bị rè, nó bị ré tiếng, nó rung lưới á đó. Còn cái lon SC này bên mình bán á, rất ok, bán cho rất là nhiều xe rồi, chạy thì ok, không có bị rè nha. Cái vỏ lon thì làm bằng carbon xịn nha, chứ không phải là carbon dán. Carbon nó không có nóng, khi mà mình đi mà mình chạy lâu á thì mình đụng vô nó chỉ ấm ấm thôi, chứ nó không có nóng nhiều. Bạn nào mà có muốn mua thì liên hệ với mình nha, qua số điện thoại là 0163 250 8102, còn không thì các bạn có thể là nhắn tin qua Facebook của mình. Facebook của mình thì số điện thoại đó luôn nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ có một cái lon tắt máy em. Đây ở đây mình có lon SC, cái vỏ nó màu trắng. Thì lon SC này có giá là 1,3 triệu nha. Lon SC bạc này là 1,3 triệu. Còn lon SC mà carbon này thì là 1,5 triệu nha các bạn. Đó, gắn lên rất là đẹp nha. Đó, gắn lên rất là đẹp. Sau khi thấy nghe cái tiếng ok quá, bạn quyết định là mua hai lon SC luôn, cho nó thay đổi màu sắc cho nó lạ. Hai lon SC luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ test lên, tiếng thì chắc là cũng như nhau thôi, nhưng mà cái vỏ ngoài nó khác. Hãy đi tí xíu rồi coi thử. Tại vì nó có cái bát nữa đó, nó có cái bát mình gắn lên nó sẽ cứng cái đoạn đó. Lo này nghe có vẻ ấm hơn nữa ha. Khác, lo hai lon là ra hai tiếng khác luôn nha các bạn. Nhưng mà gắn lon SC này thì nghe tiếng rất là lực nha. Cái tiếng máy của Z9 này mà mình gắn lon với lại đi cái cổ nó không có chính xác á, thì cái tiếng máy cái Z9 ra nó không có được hay. Đó, nhưng mà bây giờ mình đi cái cổ mình chừa cái tổ ong lại đó, mình đi cái lon SC thì nó lại rất là hay nha. Còn mà bạn nào mà đi cổ full đó thì mình làm theo cái dạng mà clip on như của mình quay trong những cái clip mà Z9 khác á, thì nó sẽ có cái độ cong đó, hơi nó ra là nó không có ra nhanh, là nó sẽ ok cho cái vận hành cũng như là cái tiếng bô mình nó sẽ hay hơn. Còn nếu mà xài cổ full mà đi cái dạng mà hẳn hẳn giống như vậy, cái cổ này là bên trong chừa tổ ong nha. Còn nếu mà mình đi mà full system á, là mình đi hoặc là mình không có chừa cái tổ ong ở ngay cái đoạn này á, mình đi hẳn ra luôn mà gắn ở cái vị trí lon bô này thì nghe tiếng ra rất là dở đó. Cho nên là bạn nào mà có muốn mà Z9 mà gắn những cái lon mà SC hay là AR Outshooting thì liên hệ mình sẽ hướng dẫn về cái kỹ thuật mà để mình làm cái đoạn cổ nha. Đó, chứ không phải là lon nào gắn lên thì nó cũng ok nha các bạn. Gắn lên thì mình cũng phải làm cái clip on để cho nó hợp lý nữa. Xuống xe rồi cái mình dắt mình quay lại, hiểu không? Không gì, thấy mấy chiếc xì bọt có chiếc nào không nổi không?